Hôm nay mời các bạn cùng mình nấu cá đắp biển với cải chua nhé. Mình cắt đôi cá ra. Nè, nhìn thịt trong tươi ngon. Con cá tráp 5 lạng rưỡi, mình rửa muối sạch rồi mình ướp với một muỗng canh nước mắm. Mình phi hành tỏi rồi đổ cá vô nồi, xong mình đổ nước ngập cá. Dưa cải mình nó muối chua, nhìn màu vàng ngon cải rửa sạch rồi mình dắt khô để không còn mặn cải mình cũng xào với hành tỏi phi rồi mình cho như một phần ba muỗng canh đường rồi mình đổ hết phần cải xào này vô cá Xong mình nêm thêm nước mắm và nếm lại vừa ăn món này nấu đơn giản và dễ ăn mình nêm lạc thì ăn được nhiều dưa và cá cá chín rồi mình bỏ hành ớt lên trên Cách ấp biển này không tanh, thịt ngọt, ngon Nấu với dưa, dưa cải, không quá mặn, không quá chua Ăn với cơm và bún đều ngon